Các bạn ơi, hành trình về quê của Thủy, Thủy dừng chân ở Vạn Ninh, Vạn Giả và Thủy muốn ghi lại cái hình ảnh của bà con ở đây trong buổi sáng sớm buôn bán ở chợ cá, chợ tôm ở đây các bạn. Ốc, đủ thứ các loại đồ biển, Thủy ghi lại cho các bạn coi, chơi nghe. Bạn, bạn cho mình hỏi thăm là những cái món đồ biển này ở từ đâu đến nè? Ở dưới biển ơi, chị dưới tầng lửa ở Đam Môn á. Là những cái món này là anh đánh bắt ở ngoài hay là anh mua lại? Bác có đánh bắt á, đánh bắt gì ạ? Thì bác ở dưới biển dưới Đam Môn gì ạ? Là sáng hôm qua, ngày hôm qua là anh đi bắt. Chiều đi, ở 6 giờ mấy 7 giờ mình làm xong giờ mình vô mình bé. Là anh ở qua đêm ngoài biển. Vậy. Ờ, ốc đủ loại ốc hết, không biết cái tên ốc gì mà kể. Ốc đây là ốc hỉ. Còn đây là sào mông. Còn đây là ốc nhị cái. Ốc nhị cái 10.000 con. 10.000 một con. Dạ, 10.000 một con. Còn sào mông đây là 80.000 ký. Dạ. Ốc đây là 50-60 gì à, 50. Ở đây em thấy con ốc gì đẹp này. Dạ, ra đây ốc cũng như nhau mà đều nó đóng hầu. Dạ, ốc hương, ốc kế ngựa. Đủ loại. Những con ốc này nhỏ về mình cũng ăn được hả? Dạ, ốc này ngon không chứ? Ốc này 100.000 ký luôn mẹ. Wow, mà ít quá ha. Dạ, đây kế ngựa. Đây con cá ngựa, cá ngựa làm thuốc. Dạ, cũng như bé người ta nó muốn làm gì nó làm đó không biết. Dạ, anh tên gì? Dạ, em tên Hiếu. Ờ, cảm ơn anh Hiếu nhiều nha. Dạ. Rất vui được hân hạnh gặp anh bữa hôm nay. Dạ. Đây các bạn ơi. Anh này bắt được ít quá. Bà con ở đây bắt tất cả các loại ốc mà các bạn. Mỗi người mỗi ít ha. Rồi đem để đây rồi các lái buôn họ tới họ mua về bỏ sỉ cho nhà hàng hoặc là họ đem ra chợ bán. Hồi sớm tụi mình đến là có 3-4 bạn nè, bây giờ các bạn coi nè, rất đông anh chị em ở đây nè, các bạn coi nè, mấy chục người luôn nè. Chào anh. Anh cũng đi biển hả? Anh có bắt được cái gì không? Mới nhà. Đây nè. Wow, nhiều nữa quá. Nhiều cá. Con cá này con cá gì chị? Cá chẽm. Dạ. Có được có 2 con tôm thiệt lớn anh ha. 2 con tôm sú. Tôm sú biển. Dạ. Ở trong đây cá nhiều. Còn mai. Anh cho em biết là cái mấy cái con gì mà sao nó không có vỏ, nó mềm mềm. Đó là còn mai. Còn mai. Người ta lấy cái cầu không ạ? À? Lấy mai xuống đó. Là họ thả lại biển, cái vỏ họ thả lại biển. À. Họ dạ. Đi lấy vỏ đi, ở đây là lấy về người ta xào sở. Ồ, có con bạch tuộc lớn kìa. Con bạch tuộc rất là lớn, con bạch tuộc chắc nửa cân á, nửa ký á. Con bạch tuộc tươi quá ha. Cầm cái trái đó. Là cái số cá, số mực tôm cua này của anh chị nào bác? Ờ, của chị á. Và giỏi quá ha. Dạ, phân loại, đang phân loại. Cái này là hai chị đang phân loại, một chị bán, một chị mua các bạn. Đang phân loại cá. Tôm cầu mai. Dạ. Ôi con tôm đã quá. Tôm này còn nhỏ, nhiều nhìn nhiều vậy còn tôm nữa ấy. Dạ. Tôm này tự nhiên ăn ngon. Dạ. Sai xong rồi mới bán cho nhà hàng. Rửa sai bán. Rửa dạ. Sai. Đây cầu mai vậy nó có lựa phân loại. Dạ. Ở trong chợ là bao nhiêu? Là khoảng 200 mấy. Trăm mấy đây. 200 mấy 300. Dạ. Quá đã ha, bao nhiêu đó, ăn cả gia đình được một bữa rồi đó. Dạ. Cá chém thì mới con đây mới nửa ký, mấy bữa con 2-3 ký. Sao con tôm mà nãy nó có một màu, con tôm này cũng rằng á. Tùy, đây là sú chính gốc này. À, tôm sú biển, nè các bạn. Giờ muốn nắng thôi, lấy không vậy chỉ coi thôi, không coi. Kia là cái gì? Dạ, nghệ bông. Nghệ bông. Cái sao, nghệ bông. Dạ. Cái này là tôm, số tôm này là của chị nào bán, chị nào mua vậy? Nhiều lắm. Chị đây mua nè. Chị mua cho tôm ăn nè. Chị tôm nuôi tôm hả hay là chị bán? Nuôi. Đó. Tôm hùm ăn đồ sống không á? Ăn đây ăn đồ sống không á. Dạ mình không có thức ăn mình cũng ăn con tôm này được chị ha. Dạ mình nấu bún riêu nấu đồ dạ. Nè. Ở đây nè. Ồ em ở gần em cũng mua về em làm bún riêu được nè. Bún riêu là cua đá tối kìa, chúng con đây nhỏ. Ui em đi. Điều là loại con này nhưng mà con nó to à, con cả lạng. Dạ. Là con này con cua gì anh? Đây cua rong. Cua rong.
Đây, đó, anh đó, nói ưa em đá. Sợ con cua đá là như con đây này, con to à. Dạ, con cua đá là về nó bung riêu nè. À đó, cua đá bung riêu. Còn những cái con nhỏ này các bạn thấy nhiều, bao nhiêu đây cũng 100 kg á, hơn á, hai cái bao này. Dạ. Loại đây bữa này rẻ là có ba mấy ngàn ký. Dạ. Các anh chị này mua có cái bè nuôi tôm hùm ở ngoài biển. Mua về để cho tôm hùm ăn nè các bạn. Bữa hôm qua mình đi nhà hàng ăn tôm hùm rất là ngon. Đây là tôm anh có đây mà sò. Dạ. Em cảm ơn anh nhiều ha. Dạ. Đây, nói chung là con tôm hùm đang toàn đồ sống đồ xít không à. Ăn con bữa là hết. Được, sáng mai chị cũng đi mua nữa. Bây giờ sáng mình muối mình gỡ ra ngoài đá rồi bắt đầu là chiều lính nó đổ trang. Còn giấc sáng là coi như là ăn con phi còn sống à, con phi mà mình ăn á, mình ăn nhà hàng đồ á là ôm nó ăn hết luôn á. Nó ăn đồ đắt tiền mà. Là chị mua bao nhiêu một cân vậy? Đó cua đây là mấy bữa là trời giá là 60 70, cái khi 80 con cá nữa. Quá. Rồi bây giờ hẹn là còn 40 chị á. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Cho tôm hùm ăn sang dữ trời. Tôm hùm ăn sang lắm. Nó tại sao mình ăn thịt tôm hùm rất là ngon. Đây là cầm nè các bạn. Cầm này của anh chị nào vậy? Bao nhiêu cái này bán bao nhiêu một cân cầm nè chị? 70.000 BT. 30.000. Ồ có 30.000 nè. Cầm này là mua về làm mắm cầm hay là cho tôm hùm? Cầm này cũng mua cho tôm hùm. Mình về mình thả tươi vậy hay là mình có làm ra chế biến ra thành hãy xuống biển cho tôm. Tôm hùm nuôi ở bờ kè các bạn. Các anh chị mua về là cho tôm hùm ăn thôi. Thức ăn của tôm hùm. Đây là cá. Cá lộn cho tôm. Cá lộn cho tôm. Cái này ngon nè chị. Cá... Dạ. Cái này mình muốn mắm được không chị? Không. Không hả? Cá này của chị hả? Là anh xã của chị đi một đêm được bao nhiêu đây hả chị? Lỗ dầu chị. Dạ lỗ dầu. Chị bán bao nhiêu một cân cá? Đi hả? Dạ. Cái cá hàu 20 mấy à? 20.000 cho một cân. Thức ăn cho tôm hùm nè các bạn. Cảm ơn chị nhiều ha. Các bạn ơi, sau khi Thủy đến bến cảng coi cá tôm cua ghẹ bà con ở đây buôn bán, rồi Thủy ghé cái gian hàng của chú này mua sữa bát uống rất là ngon các bạn ơi. Có hai loại sữa bát ngọt và lạc, các bạn cũng mua hai thứ trộn lại, hoặc là thích uống ngọt là mua cái chai ngọt. Mình uống lạc, mình mua hai chai mình trộn lại. Đây, gian hàng đây các bạn. Đây. Sữa bát ngang. Nhìn lúc đầu nhìn tưởng sữa đậu xanh. Mãi vô bà con ơi, ai có về bến cảng dặn nên tới đây ủng hộ. Quá ngon luôn. 10 điểm cho cái món này. Đi dạo chơi ở biển dặn dã và các anh chị này là bắt con chim chép nè các bạn. Đây. Con này con chim chép này, họ đáng chim chép nè. Đẹp không? Vậy là bữa mình nói lộn không? Con chim chép nhỏ vậy hả? Lần đầu tiên biết con chim chép này. Hồi bữa tưởng là cái con sò lớn lớn là con chim chép á. Đẹp không? Vậy bắt đầu bắt từ mấy giờ đến mấy giờ vậy chị? Từ sáng mình thay ngọ mình bắt. Từ trên nước à. Bắt mấy tiếng đồng hồ? Mình bắt đây nước lớn xong mình đi vừa. Dạ. Bắt một lần được 5 ký không? Đây là lấy được không? Cái con nhỏ xíu làm sao ăn ta? Cái bắt chim chép con này về cho tôm hùm con ăn chứ không phải là người ăn. Bắt cái này về cho tôm hùm bán cho họ nuôi tôm hùm này. Đồ lớn ăn đâu ban đâu. Ông tôm hùm mình băm nó ăn đồ cao cấp thôi. Những cái các anh chị em ở đây là sáng sớm đi ra để bắt mấy cái con chim chép con này về để nuôi tôm hùm. Con nhỏ thì cho tôm hùm con, còn con lớn thì cho tôm hùm lớn. Các bạn ơi, buổi sáng sớm ở biển rạng rỡ, Thủy ra đây trải nghiệm
bắt những cái con chăn chép con này cho tôm hùm con ăn nha các bạn. Các bạn coi khi nước rào nè, mình đi theo các chị này nè, mình bắt những con này sống về bán 17.000 cho một ký để họ cho tôm hùm con ăn. Tôm hùm ăn các thức ăn rất là sang trọng, thức ăn sống mới ăn, còn thức ăn mà chết tôm hùm không có ăn. Các bạn ơi, bà con thấy mình bắt mấy cái con chăm chép con này giúp chị, bây giờ bà con tập trung bắt nè các bạn. Chút xíu nữa là chị được là một bịch lớn đem về sớm nha. Dễ bắt lắm, nếu mà mình không lội xuống nước là mình đi vòng vòng cái bờ này các bạn coi. Chăm chép nó bị nước trôi dạt vô đây nè, con này cũng sống nè. Các bạn coi nè, con này là 30.000 cho một ký, con nhỏ là 17.000. Chị nói là chị đủ tiền ăn sáng rồi. Giờ mình tiếp tục mình giúp nha. Đi biển về là mình tự thưởng thức cho mình hai tô bánh cân lớn nè các bạn. Bánh cân các bạn coi khỏi còn đây, bánh cân bùa biển chả cá ngon lắm. Ở đây họ xắt lá hẹ lên rất là thơm. Bữa sau mình về trở lại Mỹ mình làm cái video nấu bánh cân mình cũng để lá hẹ lên. Vừa ăn các bạn không mặn không ngọt không lạc, đường cũng không có nhiều quá, cái vị rất là chuẩn. Chào các bạn, Thủy có một buổi sáng trải nghiệm tuyệt vời ở Vạn Giả, bây giờ mình trên đường về Bình Định. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và mong các bạn tiếp tục theo dõi và đồng hành cùng mình nha.